Em là Ái Vân, Ái là yêu, còn Vân là mây. Ái Vân có nghĩa là đám mây yêu thương. Em là một cô gái sống rất tình cảm, luôn muốn mang đến nhiều bất ngờ và vui vẻ tới những người thân yêu của mình. Thỉnh thoảng có hay mơ mộng, lơ đãng giống như những đám mây trôi trên bầu trời. Tuy là một người thích ngọt ngào và lãng mạn, nhưng mà em lại không giỏi nói những lời có cánh và hoa mỹ. Nhưng đổi lại, em lại luôn có một sự chân thành dành cho những người mà mình yêu thương. Nếu có một từ để diễn tả bản thân mình, thì đó chỉ có thể là tắc kè bông. Anh à, ngày hôm nay, sau bao nhiêu năm tháng mạnh mẽ và cứng rắn, thì em đã yếu lòng khi bắt gặp nụ cười và ánh mắt của anh rồi. Em tìm tới nơi rồi đấy nhé. Anh hãy chuẩn bị tinh thần để cùng nắm tay em